Thưa quý vị và các bạn, thắng lợi của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là thành quả vĩ đại nhất của sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội do Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, là trang sử hào hùng và trói lọi trên con đường dựng nước và giữ nước. Trong chiến thắng đó, có những đóng góp quan trọng của Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên trong suốt chặng đường 21 năm từ 1954 đến 1975. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tuy Hưng Yên không phải là địa bàn trọng điểm đánh phá của không quân Mỹ, Xong được sự chỉ đạo của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương, Hưng Yên đã thành lập các trận địa phòng không ở Tiên Lữ, Mỹ Hào, Văn Giang và các trận địa phòng không này luôn là nỗi khiếp sợ của kẻ thù. Theo sách lịch sử Đảng bộ Quân sự tỉnh, lực lượng vũ trang Hải Hưng đã bắn rơi 85 máy bay Mỹ, bắt sống nhiều giặc lái, thường xuyên đảm bảo giao thông vận tải thông suốt. Ghi nhận những đóng góp của quân dân Hưng Yên trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, Đảng và Nhà nước đã phong tặng nhiều danh hiệu cao quý cho các tập thể và cá nhân. Trong đó, tỉnh Hưng Yên cùng với 10 huyện, thành phố đều được chủ tịch nước tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Hàng nghìn bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng. Toàn tỉnh có mươi gia đình có ba con nhập ngũ, 26 gia đình có sáu người và bảy gia đình có bảy người nhập ngũ tham gia kháng chiến chống Mỹ. Hàng nghìn thương binh, bệnh binh, liệt sĩ, những người đã hy sinh tuổi thanh xuân lên đường chiến đấu với một trong những kẻ thù có sức mạnh vật chất và quân sự lớn nhất trong thế kỷ 20. Họ đã tạc vào lịch sử dân tộc viết tiếp truyền thống anh hùng văn hiến khắc vào niềm tin, lòng tự hào về vùng đất con người Hưng Yên hôm qua, hôm nay và mãi mãi.